Rồi, tụi nó làm sao? Xét bột lại. Xét bột thì phan, để nó đi. Ừ. Làm không có nhà, xét bột lại làm râu lại, dẻ râu thôi, không phải ông này không bắt đế. Bên đây là đập, không đập rùa nha. Bên này là đập rắn nha. Rồi, rồi, cái này làm sao đi? Hả? Hôm này rồi chú để cái tượng nó ngay đây đi, là rửa thì nhớ à. Đúng rồi. Đúng rồi gì? Màu vàng. Màu vàng đúng không ạ? Vàng mà vàng, vàng hoa, từ từ, vàng là vàng gì mới được? Vàng gì? Vàng nhựa. Cái này. Vàng nghệ. Vàng này nè. Cái này đâu phải vàng đâu. Cái này là rổ. Không, cái này màu nâu hay là gì? Cái màu nâu. Vàng là sơn màu nâu. Cái này không phải là rổ. Cái này màu cây này màu nâu. Màu nâu là màu nâu. Đúng rồi. Nha, màu nâu. Rồi đưa cho cô chữ rồi. Cái này không phải là bằng cây mà là bằng xương cá. Cái này sơn là màu nâu nha. Rồi sơn giống như mình giả bằng cái cây gì đó. Đúng ok. Rồi. Cái này đeo cho cái cô chữ. Rồi rồi đưa chùm. Bạn nói là màu nâu, màu nâu. Rồi. Đây cho ông ơi cái chai này nè, cái chai này ra chị để đằng bà hai nha. Từ từ để quên. Đó, để đây nè, đặng nó sạch cho dai. Rồi bây giờ con đi làm mâm sơn cho chị hai nè, đưa cái mâm nào đây. Đi làm đỏ đầy đủ hết luôn à. Là làm y như cũ hay sao? Dạ năm nay thay đổi simi cho mấy mẹ đi. Thì đổi sao? Giống như mấy cái này thì đổi màu khác. Ừ. Rồi vẽ ví dụ vậy đó. Ừ. Còn cái áo thì nó chỉ có màu này. Thay đổi cho mấy mẹ. Đây tôi chụp lại. Mình lấy cái mẫu lại vậy đó. Đổi hoài là lạ hoài văn. Nhưng mà cái này mình thấy đi đỏ, mình đi vàng lên thì nó ấy hơn. À. Đỏ cái này đỏ, cái này đỏ. Đó đỏ mà mình đi vuốt á. Mà đi cái màu gì cũng được, cái màu gì lên vàng hoặc màu sen lên vàng đẹp. Còn cái này mình đi thì mà thấy trí vậy hả? Thấy nó nổi hơn cái này, nhìn nó ba hai lượt ha. Cái này màu. Nhưng mà riêng cái áo của bà Thủy Đương là phải thay đổi nha. Ờ, áo nào? Bà đâu 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 bây giờ đó là đổi. Nước chứ không có làm lửa. Rồi đổi rồi sao áo nào đây bây giờ đổi lại màu gì? Màu xanh. Màu biển. Màu xanh biển lợt á. Biển lợt, biển lợt rồi mây trắng, biển lợt mây trắng, khỏi đi vàng vàng này đâu. Bà thủy mà. Rồi rồi chân quả là chân còn dãy mà. Dạ dạ dạ. Rồi biển lợt và cái quần màu vàng hả vậy ha. Hả nè. Đây là bà Thủy Đương, chứ không phải là quả. Không dạ. Quả là chị đi rồi. Dạ. Quả dạy gì chị cũ rồi, chị biết quả rồi. Còn này bà Thủy hai áo lại. Hai áo lại còn cái màu biển là ớt, còn mây thì trắng. Rồi nha. Còn cái quần sao, có quần nhà luôn rồi. Rồi, để con chụp lại cái tượng này để nữa. Thay đổi, thành ra nó phải bắt buộc đấy. Và trên này còn mấy cái tượng nhỏ nhỏ này khoan đi, giả đổ hết trơn rồi. Y nha chắc ngộ rồi. Rồi không có con chụp lên rồi là chị hai con nhớ. À, để mình để lại một cái. Cái đó hả cô tự nó hả tự khẩu đi thôi. Cái này người ta không thờ, người ta đem vô. Bây giờ mình lo mấy cái tượng mà cổ đó, mình lo mấy cái tượng cổ chứ đi. Tượng là tượng này cũng không phải năm mẹ đâu. Dạ để không phải năm mẹ à, cổ thiên mình thử thì cái đỏ gì đó. Mấy cái nhỏ nhỏ thì mình để lên trên. Rồi cái mình làm từ từ cái lớn xong rồi mình làm cái nhỏ. Tượng nó nặng lắm á, hai người kinh quá. Không không, kinh không nổi đâu Năm ơi. Kinh không có nổi. Hai người. Ủa cục dân xong cái là gội luôn á. Để cho một người nó leo lên thử đi. Tượng nó nặng lắm á. Chúng mời đó. Để điện kia nó nhảy lên rồi cái hai người với bợ. Khoan cái đó khoan nha, bây giờ Năm đừng khoan để. Bây giờ kiếm cái bàn để mới được. Bây giờ cái này nữa làm cái bàn khác đi.
sợ bạn nó để mấy ông đó sợ nếu không chịu nổi thì bạn nào phải than đi năm không bây giờ vậy nè chị hai không con vợ cái đó con dẹp cái đó là ginh hai người ginh coi đó đó là chị hai ngồi ghế chị hai làm được chứ không có bàn nào hết cái này không có sao đâu có gì lao được nha đó cứ nghĩ đi rồi làm nó dễ hơn cái này sơn nước hồi nãy không đặng con dẹp luôn nha để ngồi gót lộn vô nữa cái này cái cây cái gì ra trời cái cục gì con thử dạ không không sao đâu có gì dính ấy là làm nổi ra để xích xích ra đây nè con thấy chị ra chỗ này chắc rồi ừ đây nè hai tượng đây một bên tượng đi để gần đây nè chú nghĩ đây nè ổng ừ rồi cũng được nữa rồi phải đó tượng đây tượng nữa đi ờ nó nói chuyện điện thoại rồi chú anh năm chút xíu đi giờ ông nói nghe gồng này nè là đi màu xanh này hết một công việc hết sức là ý nghĩa cô chú à, đòn đắp y tịnh thanh chủ yếu là đắp y à, trùng tu tăng trang lại pho tượng Phật nè à, pho tượng các vị thần nè à, chùa miếu đình am à, hết sức là ý nghĩa cô chú tự nhiên à một bây giờ coi một chuyến đi hết sức là ý nghĩa cô chú hôm nay là đoàn đắp y của 9, chúng ta nè 10, à đi 10, đi xuống 12 13 xuống Hà Tiên à, để phục vụ công đức trùng tu làm mới đắp y tượng Phật để tự nhiên đi không có gì trơn á có đâu can ra quý vị có đâu can ra hết vậy
6 8 14 14 16 17 người hết thảy. Đem theo chưa cho bà này rồi à. Sao bỏ cho hàng đầu tiên là tại